đưa cho Adam nghe, em là giống như là thấy thích cái gì á thì sẽ nói với con, để con làm bên mình thì như vậy thì cũng là một cái tốt. Còn đi chơi như thế này kia thì mẹ con cũng hợp lắm, đề xuất đi đâu là mẹ chịu hết. Quá. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Mời cô ngồi. Hôm nay mùng 2 chắc là vui lắm đây. Mùng 1 Tết mẹ, mùng 2 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình. Xin chào Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ. Quý vị khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi tên là Nguyễn Thanh Quỷ, năm nay 57 tuổi. Công việc của tôi là nội trợ. Anh đấy là con dâu của tôi. Dạ, chào chị. Chào Lê Lộc, chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ, con tên là Huyền, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang làm kế toán ạ. Và làm dâu mẹ được 3 năm 3 tháng rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình thì cô có ấn tượng gì không? Hôm đó là ngày sinh nhật của cô. Thì con trai cô là dẫn bạn gái về nấu cơm để đãi mẹ chồng. Thì mở cửa vào thì nó cũng tự nhiên lắm, nó xách đồ vào bếp, hai đứa nó từ nó làm nó nấu. Cô thì lúc đó cô cũng không còn nói chuyện gì đâu, để thử xem con cháu mình nó đảm đến cỡ nào. Khoảng 50 phút là nó có hoàn tất được đồ ăn, bày biện ra, soạn ra để mời cô lên là chụp hình kỷ niệm. Là lần đầu tiên cô được con dâu cô là làm sinh nhật cho mẹ. Ồ, ngày sinh nhật của cô luôn. Quá nhờ. Thì nó lấy lòng ngay lúc đó luôn. Dạ. Quá lấy lòng luôn. Nhưng vấn đề là ăn á, ngon. Ăn không được con. Ngon. Dạ, tự tin là sai nội trợ. Thật sự là lần đầu tiên em gặp mẹ em thấy mẹ khó lắm. Từ lúc em bước chân vào nhà tới lúc em về mẹ không hỏi cái gì hết ạ. Ăn xong rồi có thay đổi? Dạ không. Không luôn. Mẹ cố tình mẹ không phụ mình để mẹ thử. Thì giờ mới biết. Con lúc đó là như vậy. Ủa sao mình về mà không thấy bạn ra phụ cái gì hết? Vì bình thường là tới nhà này kia thì hay phụ làm đồ mà. Đúng, mẹ không phụ cái gì thì em còn thăng mặt như vậy. Nhưng mà nay mẹ nói thì mới biết là mẹ thử mình. Mẹ thử không? Dạ. Nhưng thái độ ăn uống nó thấy ngon, có thích không á? Dạ có, thì em tự tin mà. Những cái điểm gì mà hai mẹ con hợp nhau nhất nè? Dạ hợp nhiều lắm. Áo ăn đi lại vui chơi. Dạ kia. Hầu như là hợp gần hết rồi. Hợp luôn hả? Hợp hơn ăn xạ nữa. Ăn uống là hợp món gì nhất? Ăn uống thì không hợp, có một khoản ăn uống là không hợp thôi. Còn làm đẹp thì rất là hợp. Được cái là mẹ em là giống như là thấy thích cái gì á thì sẽ nói với con, để con làm cho mình thì như vậy thì cũng là một cái tốt. Còn đi chơi với chú lần này kia thì mẹ con cũng hợp lắm, đề xuất đi đâu là mẹ chịu hết. Còn có một vấn đề ăn uống thì em ở nhà mẹ á thì em ăn nhạt, còn bên mẹ chồng thì ăn hơi mặn á. Nấu thì cũng hay bị bố mẹ là cũng hơi không có chế, nhưng mà cũng góp ý là nên nếm đồ ăn nó mặn vừa vị hơn. Thường á các con dâu hay giấu lắm, có những chuyện đôi khi cũng rơi nước mắt một mình. Dạ. Đôi khi cũng ức á. Đúng rồi, thì nhiều khi không dám nói. Dạ đúng rồi, thì cũng vẫn có những chuyện đó. Thí dụ có chuyện gì mà mẹ chồng gọi là có thái độ gì mà ức rồi buồn không? Con ghé mẹ thì mẹ đừng giận con nhé. Ủa con chút về thì nếu thấy mà con giận cái gì đúng không? Đúng rồi. Chia sẻ mà. Nếu giận mà mẹ lên đây chi? Tại con chút mẹ nói lại con. Mẹ nói lại con nhiều hơn. Đó. Thật sự là lúc mà em sinh em bé á, chưa được một tháng. Em bé tắm là hồi đầu bé hơi bị sờ nước anh. Thì mỗi lần bé tắm là bé khóc dữ lắm. Thì bạn của mẹ gọi qua chơi mới nói là cái này là chắc do con dâu ba không có cho nó bú sữa rồi, hay sao nó đói nó mới khóc. Thì sao đó mẹ gọi lên la. Mẹ nói là sao mà không cho cháu nó bú nó sữa để mà mỗi lần nó khóc vậy. Mình nghe thì hồi đó là em nghe là giống như mình sợ nghĩ, chắc là mẹ nghĩ là mình không có việc chăm con này kia, mới sinh sống nữa mà hay suy nghĩ tung bậy lắm. Có buồn chứ, buồn khóc. Thì chuyện đó thì mẹ không biết, giờ nói thì mẹ mới biết. Giờ mới biết đó. Lúc đó mà em chia sẻ với mẹ. Dạ, thì đó thì mẹ còn vui hơn nữa. Thì đó thì giấu thì... nhiều khi nói giờ buồn đó. Dạ, thì tại mày đó mà nói tao nghe. Từ mình nghĩ những cái nhỏ nhỏ như vậy thì sau này thì biết tính mẹ rồi thì cũng có cái gì mà mình thấy không vừa lòng á thì có nói lại với mẹ. Nó cứ nói ra, nói xong nó nhẹ người thôi. Ha? Bây giờ tới lượt mẹ. Có một chuyện là nó ghen chồng mà nó cứ lông lồn lên, nó làm cho mẹ hết khổ luôn.
mà có gì đâu, chồng đi làm cả về, làm đêm về, đang ngủ mà nó dừng dậy, không biết nó đọc được cái tin nhắn ở cái điện thoại chồng như thế nào thì không biết, mẹ không biết nội dung. Nhưng mà nó nội nó lá đến nhà mẹ thử chứ biết. Nó chạy mà nếu như cầu thang, mà cầu thang gỗ thì chắc là nó bị gãy đó quên lính. Mà nhờ là cầu thang nó chắc. Nó chạy xuống nó dừng trong giây luôn, trong về mới ngủ được một tiếng 30 phút chứ mấy. Thì mẹ nó có chuyện gì? Bảo là anh theo gãy, anh nhận tin cho gãy cho bố bị. Mẹ chưa hiểu đó chuyện gì cả. Con cứ làm âm âm đến này từ từ để có chuyện gì và đâu con còn đó. Từ từ để cho mẹ hỏi xem nào. Thì trong cái đó là cùng hết ngủ luôn. Dậy thì chạy xuống nó bỏ đi rồi, nó mang túi nó mang đi, nó đi đi làm rồi. Đi làm nha, không phải bỏ nhà đi nhá. À, đi làm mà không thèm chào mẹ, không thèm nói với mẹ là con đi làm. Thế là cứ đùng đùng vậy, là vừa khóc vừa lá vừa vậy là đi bỏ đi. Nó nóng lắm, con dâu cô nó nóng lắm, nhưng mà cô cũng giỏi nhìn, cô cũng không nói đâu, im lặng. Nhưng mà lúc nóng đó, em có nghĩ là có mẹ chồng kế bên, ba chồng kế bên không, hay là quên luôn? Dạ nghĩ chứ, nên em mới kêu em đồ vậy đó. Nhưng mà sao tại bỏ đi để nhà ba mẹ xử hả? Không phải, lúc đó là buổi sáng rồi, tới giờ em đi làm. À. Dạ, là lên công ty làm chứ không phải là bỏ đi theo kiểu kia. À, tức dạ. Là bỏ đi làm thôi. Dạ, nhưng đến giờ đi làm thôi. Báo như Trần như vậy thì chỉ gọi là mẹ thú xếp thôi, chứ con bố thì không bao giờ bố biết. Mấy cô dâu, mấy cô vợ là hay đọc tin nhắn của chồng đó. Thế đó. Đọc xong một phát là đùng đùng. Chưa hiểu đâu đuối nào đó. Cả, bắt đầu đùng đùng lên, làm âm mì lên. Thì cũng để mình rút kinh nghiệm mà lần sau hay có gì phải tìm hiểu trước. Ừ. Chuyện chăm sóc con trai con cái là... Con dâu thì chăm sóc cái kiểu cách của con dâu, nhưng mà bà nội thì lại là cứng cháu chiều cháu, nên đôi khi cũng có cái không có thuần lắm trong cái việc chăm sóc. Này cũng nóng chắc quýnh con hoài hay là... Dạ là, đúng không? Nóng lắm. Cũng có mấy lần là đánh con. Thì bà nội đỡ hôm đó, mà nếu như cái rối đó mà vào con thì đúng là đau lắm luôn. Nhưng mà trúng với bà nội rất là đau luôn. Nó nóng lắm, nó cầm cả cái chổi, nó quấy trở lại để nó đánh con. Bà nội giơ ra để đỡ cho cháu. Nó có xuống rồi luôn không? Nó trúng vô tay bà nội, thì bà nội đau. Mẹ nhầm rồi, hôm đó là cái máu. Hôm đó là mốc nô. Cái đó mà vô hồi cháu thì thôi rồi, cháu chắc là khóc hết cả ngày luôn. Lỡ tay hay là... Dạ lỡ tay chứ sao mà dặn bệnh mẹ. Thật sự là đôi lúc cũng bực trong vấn đề là bà hơi chiều cháu. Là mình đi làm cả ngày, mình ở nhà mình giữ, mình gửi con nhờ bà. Thì giờ người ngoài giữ đâu được như bà đâu. Cho nên là những cái vấn đề đó nó chỉ nhỏ thôi, thì mình xem như là nó bình thường đi. Chứ giờ cứ để ý nhau cứ suốt ngày, sao mẹ chiều cháu, sao mẹ thế này kia. Thì đâm ra lại mẹ con không hòa thuận được. Thì nói chung là chuyện lớn thì mình như xem như chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thì xem như là không có chuyện gì luôn. Quan điểm của em nó vậy đó. Để xem thì... ông xã của em chia sẻ điều gì nha. Ừ dạ có luôn à. Có luôn. Mỗi lần ví dụ như là mình có đi nhậu hay là đi tiệc tùng vui vẻ với lại là bạn bè về, có thể là về muộn về trễ, mà nhiều lúc mẹ cũng không nghe mình giải thích, lại nghe ý ở con dâu, lại quay qua trách mắng này kia. Đâm ra nhiều lúc mình cũng rất là ức chế. Thì thông qua cái chương trình mình cũng mong rằng cái sự gắn bó và tình cảm của hai mẹ con từ giờ cho tới sau thì vẫn luôn luôn phát triển như vậy. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương và chăm sóc vợ chồng con cũng như chăm sóc cháu. Bản thân vợ thì cũng có những cái điều chưa tốt, thì qua chương trình anh cũng mong rằng em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, không làm mẹ buồn hay là khó xử. Đi làm về em chăm chút hoặc là em dành nhiều thời gian cho con hơn, chịu khó nghe những cái lời góp ý của mẹ hoặc là của anh, thì cuộc sống của cả nhà mình thì nó mới thoải mái, nó mới hạnh phúc được. Em biết ý ông xã nói là do thời gian em nhân công việc nó hơi nhiều, mà cái thời gian mà để ở nhà mà chăm con phụ ba thì không được có nhiều. Mặc dù mình cũng cố gắng hết sức để mình dung hòa hai cái rồi, nhưng mà nó vẫn không có được như ông xã mong muốn. Qua chương trình thì cũng hứa với ông xã cũng cố gắng để có thời gian phụ ba chăm cháu nhiều hơn. Bà chăm cháu suốt vậy đó hả? Bà chăm cháu từ lúc sáng đến giờ. Trời ơi. Giờ này nó cũng ngủ với ba với ông. Giờ này nó có ngủ với mẹ. Có khi nào chăm cháu rồi bực mình quá, con dâu nó không về để chăm phụ, cái nào bực mình con không? Thì cũng không có bực, tại vì cũng biết cái công việc của con nó bận rộn như vậy thì cô cũng không bực đâu. Nhưng mà chỉ thương cháu, gần gũi với mẹ nó cũng ít hơn.
Hôm nay thì mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì để cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn, để cho mình gần gũi nhau hơn và nó nhẹ nhàng hơn trong gia đình không? Mẹ chồng chỉ mong muốn là con bớt nóng tính lên, để rồi có những cái chuyện gì mà mình nhỏ thì mình sẽ là cho nó qua luôn, còn cái chuyện lớn thì có bố mẹ dàn xếp thu xếp, rồi vợ chồng hòa thuận sống vui vẻ hạnh phúc để nuôi dạy con cái cho nó trưởng thành, cho nó ngoan ngoãn. Còn con dâu? Dạ hiện tại mẹ tốt quá, đừng thay đổi nữa. Người như giờ là tốt rồi. Nó đang nình để nó trống chậu cho nó đấy. Nhưng mà nói thì anh nghĩ rằng rất nhiều công việc ngoài xã hội, nhưng mà cũng phải dành thời gian để chăm phụ bà nữa. Bởi vì sức khỏe của bà càng ngày càng lớn tuổi thì cũng không có đủ sức để chăm con. Rồi hôm nay thì cảm ơn hai mẹ con đến đây tham gia chương trình rất nhiều. Con dâu hứa gì với mẹ chồng đi, nãy mẹ chồng muốn rồi đó. Hôm nay thật sự là lúc mà em đăng ký tham gia chương trình á, em có ghi rõ là em đăng ký tham gia chương trình là để em muốn lưu lại kỷ niệm mẹ con của mẹ và em, và là muốn gửi lời cảm ơn nhất tới mẹ. Thời gian qua thì con cũng biết là cùng mẹ cũng khổ với chồng con nhiều, thì hôm nay lên chương trình thì con xin gửi lời cảm ơn nhất tới mẹ. Con cũng sẽ cố gắng để mà làm dấu hiền của bố mẹ, thì con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Trời, được rồi. Chúng con giấu như vậy là mẹ thấy là hoàn hảo rồi. Cho nên mỗi cái việc là vợ chồng bớt là xúc mắc với nhau, có những cái chuyện gì đó thì vợ chồng giải quyết nhẹ nhàng, đừng có ầm ĩ lên, đừng có để là bố mẹ phải phiền lòng về vấn đề của vợ chồng thôi, chứ cũng không có gì là lớn cả. Dạ, con hứa mẹ. Xúc động quá.